Xin chào tất cả các bạn và mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hiện tại mình vẫn có mặt tại cầu Phong Châu, Phú Thọ để tiếp tục quay và cập nhật những cái diễn biến hiện tại cầu Phong Châu ngay lúc này cho tất cả các bạn và mọi người xem nha. Thì hôm nay thì ảnh không biết là ảnh có cẩu lên hay không, nhưng mà ảnh có hai chiếc xe cẩu ở trên bờ này các bạn. Và phía bên dưới này thì ảnh cũng mình mới thấy là ảnh đang di chuyển cái chiếc xà lan là cẩu chữ A này lại đây nè. Và phía bên dưới thì mấy anh, cái này là theo suy đoán của mình thôi nha, thì chắc có lẽ là chiều nay hay là gì đó anh sẽ tiếp tục anh cẩu lên ha. Nước ở dưới đây thì nói chung là còn chảy khá mạnh các bạn. Thì còn cái nơi mà lắp cầu phao thì mà anh cũng vẫn đang tiến hành, và mình cũng không có quay cái nơi mà lắp cầu phao cho các bạn như là mọi người xem được. Mong là các bạn xem thì cũng thông cảm giúp mình nha. Tại vì mà khi mà quay lắp cầu phao thì cũng rất là khó, nên mình không có quay được. Khi nào mà cầu phao lắp xong rồi mình sẽ quay cái cầu phao cho các bạn mọi người xem. Thì hiện tại thì mình chỉ quay cẩu cái cầu này lên nè cho các bạn mọi người xem thôi. Bây giờ cái xe cuốc mà gắn cái mỏ cái cần độc vô này đang cẩu cái gì lên nữa nè các bạn. Chắc có lẽ là ảnh đang triển khai để mà cẩu cái nhịp cầu đó lên. Thì ở trên bờ thì hai chiếc xe cẩu trên bờ các bạn, còn ở phía dưới thì hai cái cần hai cẩu chữ A phía bên dưới này. Nhưng mà cái chiếc cẩu chữ A màu xanh này nè các bạn, hồi nãy đậu ở bên dưới, bây giờ di chuyển lên trên đây này. Thì mình cũng xin nhắc lại cho các bạn cũng như là mọi người đang xem trên kênh của mình được biết rõ hơn ha. Thì cho đến thời điểm hiện tại mình đang bấm máy quay đây là đã tìm được 4 người các bạn. Còn 4 người thì phía bên mấy anh công an và đội trục vớt thì cũng đang cố gắng miệt mài mà tìm kiếm ha. Thì ngay lúc này đây thì mình cũng không có cái thông tin, thì mình chỉ có biết vậy thôi các bạn. Thì mình chia sẻ cho các bạn bấy nhiêu thôi. Thì ngay lúc này đây thì mình cũng mong có cái phép màu nào đó để xuất hiện, để cho tìm được 4 nạn nhân còn lại sớm hơn, để được về với gia đình ha. Thì qua cái video này thì mình cũng xin chúc cho mấy anh thật là nhiều sức khỏe để sớm làm hoàn thành công việc của mình. Còn bây giờ mình sẽ zoom lại cái phía trước cái mũi xà lan cho các bạn mọi người xem cái cường độ của nước chảy hiện tại. Đây là những cái góc phim mình quay xong mình sẽ up trên kênh của mình ngay, chứ mình không có giữ và tăng những cái video cũ lại nha. Thì mình sẽ ở đây coi có diễn biến gì mới thì mình sẽ cập nhật cho các bạn mọi người xem biết rõ hơn. Còn hai chiếc xe cẩu trên bờ thì cũng đang chuẩn bị cẩu này các bạn. Và phía băng rôn thì mấy anh cũng đã căng cái dây băng rôn này nè. Trên bờ bãi trên bờ thì mấy anh cũng đã dọn dẹp, nói chung là cũng đã thoáng đi rồi, để mà chắc là mấy anh sẽ cẩu cái nhịp cầu phía dưới này lên đó các bạn. Bây giờ thì mình thấy cái chiếc xà lan cẩu chữ A cũng đã ghe lại rồi này. Không biết là cái thời tiết hôm nay sao các bạn. Nói chung là nó có không có được sáng cho lắm, nên cái các bạn xem thật có qua màn ảnh nhỏ thì nó sẽ mờ này các bạn. Nhưng hiện tại nó cũng trời thì cũng dạng như là cái sương mù hay sao mình cũng không biết nữa, nên cái góc cái màn hình thì mình nhìn thấy nó mờ, là mong là các bạn xem thì cũng thông cảm nha.
đang thả trôi xuống về vị trí cũ rồi, không biết là anh sẽ làm gì tiếp theo đây. Giờ anh đang cẩu cái gì lên này các bạn, như là cái lồng gì thì phải. Thì hiện tại thì chiếc cẩu màu xanh đã móc cáp vô cái thanh cầu này các bạn, đã chịu để cho cái anh này anh cắt ha. Đây thì mấy anh cũng đang tiến hành cắt và cẩu cái cầu, cái nhịp cầu gãy này lên. Thì còn cái hướng cầu phao thì mình không có thể quay cho các bạn mọi người xem được, mong là mọi người thông cảm cho mình nha, tại vì cái đó mấy anh bí mật nên em không có quay được. Khi nào mà hoàn thiện cầu phao lắp thì cho xe lưu thông là qua lại thì em sẽ quay cho mọi người xem nha. Còn khi mà mấy anh đang lắp thì mấy anh tuyệt đối là không cho quay phim hay là chụp ảnh gì các bạn. Thì cái thông tin là mình nghe nói là khoảng một hoặc là hai hôm gì nữa thôi là sẽ bắt cầu phao, đó là không tới cái thông tin thôi, nhưng mà mình cũng chưa chính xác lắm. Anh này thì đang cắt này các bạn đó. Còn ở trên bờ thì hai chiếc xe cẩu thì cũng đang sẵn sàng này, khi mà cắt xong thì ảnh sẽ cẩu lên. Còn ở trên bờ thì mình cũng không biết là có trang bị cái gì, cái này là cái mình gọi là cái gì nữa các bạn. Thấy hôm nay thì ảnh trang bị thêm này. Thì bây giờ mình sẽ quay cái cẩu cho các bạn xem đây. Anh thả cáp xuống này các bạn, để chịu cái thanh ở cái nhịp cầu phía dưới nè. Khi mà đã cắt xong thì chắc anh cẩu lên luôn. Phía dưới thì ở đây một đầu một anh đang cắt, còn ở đây thì một anh nữa đang cắt các bạn. Thì trong cái video mình có nói gì đó sai sót thì mong là các bạn, cô chú, anh chị thông cảm vui lòng bỏ qua cho mình nha. Tại vì hiện tại thì thời tiết ở đây mình cũng chưa quen á các bạn. Đến nay thì mình cũng vẫn chưa quen nên vẫn còn cảm những cái giọng nói của mình nè. Cái âm thanh của mình nó cũng hơi khó chịu. Nên mong là mọi người thông cảm cho em nha. Thì em sẽ cố gắng quay và cập nhật cái diễn biến hiện tại cho mọi người tiện theo dõi hàng ngày ha. Thì mình cũng xin nhắc lại, cho đến thời điểm hiện tại mình đang ngồi bấm máy quay đây thì đã tìm được 4 người rồi. Còn 4 người còn lại thì bên mấy anh thợ lặn với lại công an cũng đang nỗ lực tìm kiếm. Cẩu lên này này các bạn. Khi mà hai đầu cẩu đứt rồi anh cẩu lên này. Đồng đưa đánh như là đánh võng vậy đó. Đang quay vô trong bờ.
Bây giờ là ảnh sẽ tiếp tục quay cái cẩu ra này các bạn, để mà cẩu cái tiếp theo. Bây giờ là anh sẽ tiếp tục thả cáp trước. Nói lộn, thả cáp xuống các bạn. Thì anh mới cắt được một thanh, hai thanh ở phía bên trên này thôi. Mình nói chung là cái video của mình nó khi nó cũng hơi bị rung lắc nhẹ các bạn, mong là các bạn thông cảm nha. Tại vì đây mình zoom cái độ này đi cho các bạn xem dễ hiểu hơn này. Hiện cái vị trí hiện tại mình đang ngồi là bên Lâm Thao này đó, bây giờ mình sẽ zoom trở lại nha. Khi mà zoom với cái tốc độ này á, cho mọi người xem thấy rõ hơn á, thì sẽ mờ đi các bạn, nên cái việc nó rung lắc á tí xíu, thì mong là các bạn sẽ thông cảm cho mình nha. Hai anh ở đứng ở phía dưới này thì đợi khi nào mà cậu đẩy xuống thì tiếp tục cắt nha. Thì ảnh sẽ cắt ra xong thì ảnh sẽ cẩu lên luôn. Ở phía dưới thì đã có hai anh ở phía dưới đang sẵn sàng cắt hai đầu. Giờ anh đang cắt tới cây thứ ba rồi. Ở trên đã cắt được hai cây đó. Thì mình sẽ luôn ở đây để quay và cập nhật những cái diễn biến hiện tại cầu Phong Châu lúc này cho mọi người đang quan tâm và theo dõi á. Thì mình sẽ cố gắng. Đây, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem được cái mặt nước ở đây với lại cái dòng chảy ở đây ha. Đây này, mình zoom gần cho các bạn xem nè. Các bạn có thể nghe được cái tiếng nước nó chảy không? Ở đây mình nghe luôn đấy các bạn. Đây, mình cố gắng để zoom cái góc nào này, cái cây chuối này các bạn. Nước nó chảy này. Bây giờ là ở phía bên dưới mấy anh cũng tiếp tục cắt này các bạn, cắt cái thanh tiếp theo. Trên xuống thì thanh này là thanh thứ ba rồi. Ở đầu này thì mỗi anh một đầu các bạn. Khi mà cắt xong thì sẽ cẩu lên. Thì hiện tại thì mình đang ở ngay chân, nói chung là ngay cầu Phong Châu luôn ha. Thì mình cũng xin nhắc lại cho các bạn cũng như là cô chú anh chị mới vào kênh của mình xem biết rõ hơn. Thì cho đến thời điểm hiện tại đã tìm được 4 người. Đó là hai anh tài xế và hai vợ chồng ha. Với lại thì anh tài xế thì khi mà cái clip trước mình quay là đã tìm thấy anh tài xế đang ngồi trong cabin đó các bạn. Còn thắt dây an toàn nữa ha. Còn ba người kia thì trôi cách đây tầm khoảng gần 20 km. Cái anh tài xế kia ha, còn hình như là hai người kia cũng vậy luôn các bạn. Tại vì thông tin của nay cũng tuần lễ rồi, mười mấy ngày gì, đôi khi mình cũng cứ tập trung ở đây nè, đôi khi nó cũng mình cũng hơi quên, mong là các bạn thông cảm nha. Tại vì đôi khi ở đây nè, mình có mặt tại đây để quay những cái trực tiếp như thế này nè, những cái thông tin mà đôi khi mình biết á, là mình đôi khi báo nó đưa tin rồi mình mới chính xác, rồi mình mới dám truyền tải đi những cái thông tin đó cho đến mọi người xem.
giờ anh lại tiếp tục cẩu lên. Đang quay lại cái nơi tập kết. Hạ xuống này. Khi mà anh đáy xong, anh sẽ quay lại, không biết là anh sẽ cẩu cái thanh nào tiếp theo đây. Và không biết là hôm nay anh có sẽ cẩu hết cái nhịp gần nơi tiếp nước hay không nữa các bạn, nhưng mà mình sẽ cố gắng luôn có mặt tại hiện trường như ngay lúc này đây để có thể cập nhật những cái gì đó, diễn biến gì mới nhất cho các bạn, mọi người đang quan tâm, với lại bà con ở đây này, quê hương mình. Đôi khi diễn biến hiện tại ở cầu Phong Châu ngay lúc này thì nếu mà vô tình xem qua được cái video của mình đó, thì cũng biết được là diễn biến của hiện tại cầu Phong Châu nó là như vậy ha. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là mấy anh sẽ làm gì tiếp theo, nhưng mà hiện tại thì mình thấy chiếc cẩu màu xanh đã thu cần lại rồi nè. Còn ở phía bên dưới thì đây thì anh vẫn ngồi đây đợi tiếp tục cắt. Còn bây giờ mình sẽ quay lại cái nơi cho các bạn người xem, hiện tại thì chiếc xe nó vẫn còn phía bên trên này nè các bạn. Thì anh đang hạ cần xuống nè các bạn. Bây giờ là phía bên dưới lại tiếp tục cắt, thì mỗi anh thì mỗi việc các bạn, thì hai anh sẽ cắt hai đầu đây. Thì chắc mấy anh mà hiện tại bây giờ thì đã nghỉ làm việc rồi các bạn, thì mình để xem diễn biến tình hình chiều nó sẽ ra sao như thế nào thì mình sẽ cập nhật cho các bạn mọi người xem tiếp theo. Còn nơi phía cầu phao thì mấy anh cũng đang tiến hành làm các bạn. Nói chung là cái nơi cầu phao
mình không thể quay cho các bạn mọi người xem ngay lúc này được, mong là các bạn cũng như là cô chú anh chị mình hết sức là thông cảm cho em nha. Tại vì cái đó là mấy anh cấm tuyệt đối không có quay được, nên là mình không có quay khi nào bắt cầu phao xong thì mình sẽ quay cho các bạn mọi người xem. Rồi, có lẽ cái video mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người trong những video tiếp theo.